Sau bộ phim Cẩm Y Chi Hạ, fan của Nhậm Gia Luân chỉ trích công ty quản lý Hoan Thụy. Nhân viên công tác lên tiếng thanh minh, cho biết sẽ suy nghĩ những gì fan góp ý. Nhậm Gia Luân vốn là tiểu sinh năng lượng đang nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay, nhưng lịch làm việc của anh so với những minh tinh khác có phần khiêm tốn. Nhờ vào thành công của Cẩm Y Chi Hạ đã giúp Nhậm Gia Luân trở nên nổi tiếng một lần nữa, nhưng công việc của anh lại không đạt hiệu quả khi ít tham gia sự kiện. Vốn tưởng rằng đó là hướng phát triển mà anh chàng mong muốn, nhưng không ngờ fan hâm mộ đã vạch trần là do công ty quản lý Hoan Thụy không hề có kế hoạch gì cho sự nghiệp của Nhậm Gia Luân. Trước đó, fan hâm mộ Nhậm Gia Luân đã đăng tải bài viết dài trên mạng xã hội, đưa ra ba yêu cầu chính đối với Hoan Thụy. Thứ nhất, hy vọng công ty nên xem trọng Nhậm Gia Luân. Thứ hai, yêu cầu Hoan Thụy đổi đoàn đội stylist. Và cuối cùng, yêu cầu công ty đổi đoàn đội quản lý. Đặc biệt là phải đổi đoàn đội stylist vì fan chỉ ra tạo hình của Nhậm Gia Luân, không hề có chút đặc sắc nào, không thể hiện được những đặc điểm nổi bật của thần tượng. Bất ngờ hơn, nhân viên Hoan Thụy đã có lời hồi đáp với fan hâm mộ. Nhận được điện thoại hội nghị của mấy sản phẩm, các bạn thực sự đã suy nghĩ kỹ đến hậu quả hay chưa? Trực tiếp uy hiếp fan hâm mộ không nên làm lớn chuyện. Thế nhưng người này cũng cho biết sẽ suy nghĩ kỹ đến những gì fan hâm mộ yêu cầu. Có điều có những việc không phải muốn đổi là có thể đổi liền được.